Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau làm quen với text ở trong Corel. Thì text trước khi mà chúng ta nói sâu về các vấn đề thì chúng ta sẽ trao đổi trước là text của chúng ta nó có hai loại. Một loại nó gọi là artistic text và một loại được gọi là paragraph text. Cái hai loại này thì cách thực hiện nó hơi khác nhau một chút. Chúng ta sẽ cùng nhau xem như thế này. Chọn công cụ text hoặc nhấn F8. Nếu mà chúng ta nhập vào văn bản dạng artistic thì chúng ta chỉ cần kích chuột một cái thôi. Khi nào cái dấu nháy bắt đầu nó nhấp nháy ở trên trang làm việc của chúng ta thì chúng ta bắt đầu nhập nội dung vào. Ví dụ như này, chúng ta sẽ có một cái dòng chữ và đây được gọi là artistic text. Về cơ bản thì các bạn nhìn thấy là khi tôi chọn một cái dòng text thì nó cũng hiện lên 8 cái tay nắm điều khiển. Đồng thời là nó có một điểm khác biệt so với lại các cái đối tượng khác mà chúng ta vẫn chọn. Đó là dưới chân mỗi một cái ký tự thì các bạn thấy có thêm một cái điểm điều khiển nhỏ nhỏ hình vuông màu trắng. Các hình bình thường ở đây, ví dụ tôi chọn một hình đó, sau khi tôi chọn nó thì các bạn chỉ thấy các tay nắm điều khiển bao xung quanh đấy, còn chữ thì có thêm thế đấy, các điểm vuông nhỏ nhỏ dưới chân. Bây giờ chúng ta xem xét tiếp tới cái trường hợp thứ hai là cách tạo ra một paragraph text. Cách tạo ra paragraph text thì chúng ta cũng vẫn dùng cái công cụ text này thôi, nhưng thay vì kích chuột một cái rồi nhả ra thì chúng ta nhấp giữ chuột và chúng ta vẽ ra một vùng trông giống như vùng chọn. Sau khi chúng ta nhả chuột ra thì các bạn sẽ thấy có một cái hộp chứa text được hình thành và cái hộp này được bao quanh bởi một cái đường viền đứt đoạn. Nó cũng có các tay nắm điều khiển bao xung quanh nhưng chúng ta chỉ thấy có 6 tay nắm điều khiển màu đen hình vuông ở hai bên cạnh thôi, còn ở trên đỉnh và ở dưới đáy là hai cái điểm màu trắng. Nếu để ý kỹ thêm một tí kẹo thì các bạn sẽ thấy là chúng ta có thêm hai cái mũi tên ở góc dưới bên phải của cái hộp, một cái cho phép chúng ta bấm vào đấy kéo tập theo hay là thu hẹp theo chiều ngang, còn một cái là kéo theo chiều đứng. Bây giờ tôi nhập text vào. Thì cái text này thì nó sẽ khác cái text kia ở cái chỗ mà đây, khi mà tôi nhập một cái nội dung dài thì không cần enter, miễn là nó hết cái chiều rộng chiều ngang của hộp text thì lập tức chữ của chúng ta sẽ tự động bị đẩy xuống dòng dưới. Chữ này thì có hoạt động theo nguyên tắc thế không? Chữ này thì không. Ví dụ tôi copy cái đoạn này và tôi paste tiếp vào đây thì sao? Nó sẽ chạy tiếp, chạy tiếp, chạy tiếp sang về bên phải, trừ khi tôi nhấn enter ở đâu đó tôi bắt buộc nó xuống dòng thì nó xuống, còn nếu không thì nó cứ dài mãi ra. Đây là điểm rất khác so với lại cái paragraph text. Thế còn nhìn nhanh thì chúng ta sẽ thấy rằng là một cái dòng text thông thường với lại một cái khối text paragraph thì chúng ta có thể phân biệt được bằng mắt thường ngay là paragraph thì nó có cái hộp đứt đoạn bao xung quanh. Tất nhiên cái này chỉ để cho chúng ta quan sát ở trên màn hình thôi, để phân biệt nhanh được đâu là paragraph text và đâu là artistic. Chứ còn khi in ra thì nó sẽ không có cái đường viền đứt đoạn của cái hộp này đâu. Thế bây giờ chúng ta sẽ đi sâu vào để phân biệt và làm quen với những cái tính năng riêng, cái tính đặc tính riêng của từng loại text này. Trước hết là chúng ta làm việc với text dạng artistic. Về mặt tô màu thì chúng ta chọn và sau đó bấm vào màu nào thì nó sẽ vào màu đó, nó sẽ tô luôn cho chúng ta màu đó. Tất cả những phương pháp tô màu mà các bạn áp dụng cho một đối tượng đồ họa thông thường thì đối tượng
text artistic nó chấp nhận hết, không chừa bất cứ một cái gì. Tuy nhiên cũng khuyến cáo các bạn là đối với text thì chỉ có những cái text rất là to, những cái text dạng tiêu đề của một cái bài thiết kế thì chúng ta mới nên tô màu theo cái phương pháp là phức tạp. Còn nếu mà text dạng artistic thì chớ có bao giờ tô theo kiểu màu phức tạp, ví dụ như màu chuyển, ví dụ như là các mẫu pattern, ví dụ như các mẫu texture. Vì sao? Vì text trước khi mà nó có tính chất hay là có vai trò trang trí thì bản thân nó phải đảm nhiệm tốt cái vai trò là để cho người ta đọc được cái nội dung đã. Chữ to thì chúng ta có thể là làm cho nó phức tạp, cầu kỳ về mặt màu sắc hay là phương cách tô. Nhưng mà chữ nhỏ nếu mà chúng ta làm theo cách đó thì nó sẽ ảnh hưởng trực tiếp ngay tới cái khả năng đọc được. Ví dụ bây giờ tôi tô một cái màu chuyển đó, như thế này. Các bạn có đọc được đoạn này không ạ? Đoạn này là bị mờ đi. Tất nhiên nếu như mà tôi thay bằng một màu khác có thể nó sẽ không còn cái tình trạng đó nữa. Mình có thể đổi một màu khác, ví dụ tô màu vàng đi. Nhưng dù sao đi nữa thì một cái dòng chữ dạng như thế này thì cũng không thể dễ đọc được bằng một cái chữ mà có duy nhất một màu. Do đó nếu mà chữ không đủ to thì không nên là tô theo kiểu phức tạp. Mặc dù là trong Corel thì không có bất kỳ một cấm kỵ nào đối với phương pháp tô cho chữ cả. Vấn đề thứ hai mà chúng ta nói đó là đối với một cái text dạng paragraph thì nó co duỗi là co duỗi theo cái sự thay đổi kích thước của hộp. Nhưng mà nếu mà chúng ta bấm vào như này mà chúng ta kéo thì lúc này là chúng ta thay đổi kích thước. Thằng này là chỉ thay đổi về mặt gì đấy ạ? Về mặt lên dòng xuống dòng thôi. Nó không làm cho chữ to lên hay bé đi. Đấy. Nhưng mà thằng này nếu như chúng ta bấm vào các đường điều khiển này mà tao lôi thì chắc chắn là chúng ta làm cho chữ thay đổi. Mặc dù là các mọi phương pháp transform mà chúng ta làm đối với đối tượng đồ họa thì đều có thể áp dụng, đều có thể làm được trên cái text này. Nhưng mà ngoại trừ những cái vấn đề ví dụ như là xoay, ví dụ như là lật kéo xiên để tạo ra một cái gì đó khác biệt, còn riêng cái phần mà làm cho chữ gầy đi, cao lên hay là béo ra, to ngang ra thì vẫn khuyến cáo, nhưng mà khi đó là không nên làm cái thao tác đó đối với chữ, tại vì mỗi chữ nó đều có một đặc điểm riêng. Đấy, cố gắng đến tối đa chọn một cái phông chữ phù hợp để mà chúng ta dán vào. Hẹp, chỗ hẹp thì chúng ta sẽ lấy những cái phông chữ mà nó mạnh thân thôi, đúng không? Chỗ rộng thì chúng ta lấy chữ mà nó dày thân. Chỗ cao thì chúng ta lấy chữ cao, chỗ thấp chúng ta lấy chỗ thấp. Làm sao cho nó hợp lý, hạn chế đến mức tối đa cái việc co kéo những cái chữ để cho nó làm biến dạng, nó mất cái tính chất gốc của cái chữ đi. Thế còn một vài cái thao tác khác thì tôi nghĩ rằng là nó cũng rất là đơn giản thôi. Ví dụ như là chúng ta chọn phông chữ này. Các bạn có thể chọn bất kỳ một cái phông nào ở trên cái cửa sổ hỗ trợ tại Thanh Property. Sau khi chọn xong, kích chuột vào thì nó sẽ chuyển sang cái kiểu phông mới cho chúng ta. Đó. Các bạn có thể gắn size kích thước to nhỏ bao nhiêu. Ngoài ra thì còn có một vài cái format khác, ví dụ như là nghiêng, bold, italic, rồi thì underline. Đấy, hoặc là gióng hàng bên trái hay là gióng hàng bên phải hay gióng hàng giữa. Tất cả những thứ đó thì các bạn có thể làm rất nhanh ở trên Thanh Property mà không cần phải truy nhập quá sâu vào bên trong. Một chữ như thế này thì các bạn có thể là tô nhiều màu cũng được, với điều kiện là các bạn bôi đen cái chữ mà các bạn muốn tô. Sau khi bôi đen rồi đó, các bạn nhấp màu gì ở trong hộp màu thì nó sẽ tô riêng cho cái chữ đang được bôi đen cái màu đó. Hoặc có một cách khác, nếu như các bạn thích mà làm theo cái kiểu gọi là cách ra mà lại không muốn là phải bôi đen nhiều thì các bạn có thể sử dụng tới công cụ Shape Tool này.
Như tôi đã từng giới thiệu về công cụ ShapeTool ở các buổi học trước, thì công cụ ShapeTool là một công cụ cực mạnh luôn. Nó có thể can thiệp vào hầu hết mọi thứ mà xuất hiện ở trong cửa sổ làm việc của Corel. Ví dụ như khi chúng ta bấm vào công cụ ShapeTool mà lại chọn một dòng chữ, thì các bạn sẽ nhìn thấy là các cái điểm điều khiển của từng con chữ một nó sẽ nổi lên như thế này. Bằng cách là chọn từng cái điểm điều khiển này, các bạn có thể chọn nhiều hoặc một điểm điều khiển. Sau đó thì các bạn giữ shift, các bạn chọn cách như thế này cũng được. Thì sau đó thì các bạn muốn tô như thế nào thì nó sẽ tô cách ra cho các bạn như thế này. Cái bôi bằng cái này thì nó sẽ mất thì giờ, tại vì là mỗi lần thì các bạn chỉ bôi được một đoạn thôi, không bôi cách được. Đấy, cho nên là các bạn muốn mà làm cái này thì các bạn phải làm nhiều lần. Thế còn chữ ở đây thì nó cũng sẽ tuân thủ theo tất cả nguyên tắc mà chúng ta đã làm việc với chữ thôi. Chọn phông, muốn bỏ dấu thì bỏ như thế nào, thì các bạn đánh trong Word như thế nào thì các bạn làm đúng như thế ở trong Corel, cũng không có gì khác biệt cả. Thế bây giờ chúng ta sẽ xem xét kỹ hơn. Khi tôi chọn một cái công cụ ShapeTool này và tôi bấm vào một cái dòng chữ thì nó cung cấp cho tôi những cái gì? Ở đây thì chúng ta sẽ nhìn thấy một chữ paragraph và một chữ dạng artistic, thì nó đều có những cái mũi tên chọn xuống phía dưới hoặc là chọn sang phía bên phải. Cái này nó sẽ giúp chúng ta giải quyết hai vấn đề. Một là giãn khoảng cách của các con chữ. Hai là giãn hàng của các cái dòng trên, dòng dưới. Nào, bây giờ chúng ta chuyển đổi một chút sang cái phông này cho dễ đọc. Đó. Thế bây giờ các bạn nhìn đây, dòng chữ này của tôi rất là dài. Đó. Bây giờ tôi muốn xuống dòng thì tôi phải đặt trỏ chuột vào đâu đó, tôi nhấp Enter thì nó sẽ cho cái dòng chữ chạy xuống phần dưới. Bây giờ tôi có hai dòng và tôi chọn nó với lại công cụ ShapeTool, thì các bạn sẽ thấy rằng là chỉnh tổng thể thì chúng ta có thể bấm vào đây. Phương pháp của chúng ta, cái này thì lại được phép chấp nhận là gì ạ? Giãn khoảng cách giữa các ký tự nhưng mà không làm thay đổi độ rộng hẹp của từng ký tự đó. Thì chúng ta kéo theo chiều ngang như thế này, nó sẽ làm cho các con chữ sát vào nhau hay là giãn cách nhau ra. Còn trường hợp thứ hai là cái mũi tên chọn xuống ở bên cạnh trái này, bấm vào đây tôi có thể kéo để làm cho một hàng cách xa hoặc là gần vào hơn so với một hàng khác. Thì đấy là công dụng của hai cái mũi tên này. Ngoài ra thì cái công cụ này nó sẽ giúp cho chúng ta bấm chọn vào từng cái điểm điều khiển, và bằng cách này thì các bạn có thể điều chỉnh rất nhiều thứ. Ví dụ tôi có thể lôi một cái chữ sát vào nhau như thế này, tôi có thể làm cho cái chữ này nhấc lên, tôi có thể làm cho chữ kia hạ xuống, thậm chí là tôi có thể làm cho nó xoay nghiêng đi. Ở đây các bạn nhìn thấy chúng ta có một số các cái hỗ trợ ở trên thanh property, trong đó cái phần này là cái phần mà tôi đang nói đây. Với cái giá trị x này ở đây thì các bạn có thể dịch cái chữ của chúng ta chạy theo chiều ngang. Các bạn có thể làm thủ công bằng cách bấm trực tiếp vào và kéo, hoặc là các bạn ra giảm các tham số ở trong trường x này thì nó sẽ dịch về phía bên trái hay là tiến sang phía bên phải. Cộng với cái trường y thì cho phép chúng ta là nhấc cái chữ lên cao, hạ chữ xuống thấp, thì các bạn sẽ ra cái giá trị là âm hoặc là dương vào đây, không thì nó sẽ đứng nguyên đúng gốc của nó. Thế còn nếu như mà chúng ta giá trị dương thì nó chạy lên phía trên, giá trị âm nó chạy xuống phía dưới so với đường chân chữ cơ bản. Và đặc biệt là chúng ta có thể xoay một cái chữ để cho nó nghiêng đi, thì chúng ta sẽ vào cái trường character angle này bằng cách là gia nhập một cái con số mới vào đây thay cho giá trị 0, thì chúng ta có thể làm cho một cái chữ nào đó hoặc nhiều chữ sẽ quay được một góc theo cái mong muốn của chúng ta. Tiếp đến thì chúng ta sẽ học cái cách để có thể là thiết lập một vài cái dạng tương đối đặc biệt một tí. Ví dụ như là chúng ta viết một cái công thức, đúng không? A bình cộng B bình. Thì trong Corel thì chúng ta sẽ làm như sau. Chọn ShapeTool, các bạn bấm vào những cái ký tự mà các bạn muốn
điều chỉnh nó thành số mũ. Sau khi chọn rồi thì các bạn sẽ nhìn vào thành property, nó cung cấp cho chúng ta hai trường hợp là chỉ số phía trên hoặc là chỉ số phía dưới. Đấy, các bạn muốn gán chỉ số như thế nào thì các bạn bấm vào cái icon tương ứng ở trên thành property thì nó sẽ format lại và nó sẽ chuyển vị trí cho những cái ký tự mà chúng ta đánh dấu. Muốn trả về bình thường, tắt cái icon nó đi là xong. Thêm một điểm nữa, đó là chữ ở trong Corel có một cái đặc điểm vô cùng đặc biệt mà tất cả các chương trình khác không có. Đó là các bạn có quyền tách các chữ ra và ghép các chữ lại. Tách như thế nào? Đây, chúng ta cùng nhau xem. Tôi nhấp chọn vào một khối chữ như này, hiện tại nó đang là hai dòng. Nếu tôi ra lệnh tách, các bạn có còn nhớ là cái lệnh tắt, phím tắt của việc tách là phím gì không nhỉ? Lệnh Ctrl K. Đây, nó nằm ở đây. Object. Lệnh của nó thì gọi là lệnh break. Đây là một cái lệnh mà tôi vẫn nói vui gọi là lệnh Ctrl K thần thánh ở trong Corel. Tại vì họ nhà Adobe thì nó làm cái gì ở đâu thì bao giờ nó cũng phải tìm đúng tới cái chỗ mà đã từng thực hiện lệnh để nó làm ngược lại hay là nó tháo dỡ. Nhưng mà trong Corel thì cứ cái nào được phép tháo dỡ thì đều có thể sử dụng chung cái lệnh Ctrl K. Còn tháo cái gì trong trường hợp nào thì nó sẽ thay thế cái tên nội dung cụ thể, nhưng luôn luôn nó sẽ có cái chữ break này. Đấy, bẻ gãy, tháo dỡ là luôn luôn là giống nhau, lệnh Ctrl K giống nhau. Còn tháo cái gì, bẻ cái gì thì nó sẽ có cái sự thay đổi câu từ làm sao cho phù hợp với lại cái trường hợp cụ thể, cái đối tượng chúng ta đang chọn là cái gì. Bây giờ tôi nhấn Ctrl K, tôi sẽ nhận được cái gì? Nó sẽ tháo dỡ hai dòng trên dưới là vậy nhỉ. Đấy, tôi phải tách hai dòng chữ này ra độc lập luôn, không liên quan gì đến nhau nữa. Thế nếu mà trong một cái dòng như thế này, nếu mà tôi vẫn tiếp tục Ctrl K, tôi nhận được cái gì? Ctrl K nó sẽ bẻ gãy cái cấu trúc của một dòng này ra, trở thành từng từ độc lập với nhau. Đây, nhập là một từ, nội là một từ, dung là một từ, text là một từ. Đấy, không còn liên quan, không còn gì trái liền nhau nữa. Và nếu như tôi lại chọn một từ mà tôi lại nhấn cái phím Ctrl K lần nữa thì nó sẽ bẻ gãy ra ở cấp độ thấp nhất, là từng cái từ này sẽ rời ra thành từng ký tự. Thế đấy là chiều xuôi, đó là chúng ta tách chữ ra, chúng ta tách từ nhiều dòng ra thành từng dòng độc lập, chúng ta tách từ một dòng ra thành các từ độc lập, chúng ta tách từ một từ ra thành từng ký tự. Thế còn chiều ngược lại, chúng ta cũng có thể ghép nó lại thành ra các cái từ hoàn chỉnh, dòng hoàn chỉnh và khối văn bản hoàn chỉnh. Đây, để mà thao tác ngược lại, tức là ghép nó lại thành một chỉnh thể, thì chúng ta sẽ chọn những cái ký tự mà chúng ta muốn ghép vào. Tuy nhiên, đối với chữ thì các bạn hãy nhớ là chọn đúng thứ tự cho tôi. Có nghĩa là chúng ta phải giữ shift, chúng ta kích chọn từng ký tự một cho tới khi nào chúng ta chọn được hết tất cả ký tự chúng ta mong muốn. Chọn theo kiểu chọn nhanh này có chọn được không và có dán được không? Có, nhưng nó sẽ làm cho thứ tự của chữ bị đảo ngược. Đây, các bạn quan sát, để hàn vào thì chúng ta sẽ sử dụng lệnh combine, Ctrl L. Đây, kết quả chữ Corel Draw đã được hàn lại, và bây giờ chúng ta đọc nó thành ra là Uleroc này. Đấy, tức là nó bị đảo ngược hết thứ tự. Đấy, bây giờ lại Ctrl Z giả lại, đúng không? Và bây giờ chúng ta làm theo đúng thứ tự xem nó có bị lật nữa không nhé.
C này, giữ shift O R E L D. Đấy, cứ đúng thứ tự này. Bây giờ chúng ta nhấn Ctrl L. Ok, nó đã trở thành một chỉnh thể, một từ hoàn chỉnh như chưa từng bị tách ra. Và tương tự như vậy, nếu như bây giờ tôi muốn là nhập cái dòng chữ này lại sau khi bẻ rời ra từng từ một rồi, và bây giờ tôi lại muốn là nhập nó lại, thì tôi cũng phải làm theo đúng thứ tự, từ nhập trước, giữ shift từ nội sau, sau đó thì cứ đúng thứ tự của các chữ mà chúng ta nhấp chọn, và chúng ta lại Ctrl L, nó sẽ gắn lại cho chúng ta trở thành một dòng hoàn chỉnh. Bây giờ dòng trên và dòng dưới, tôi cũng phải chọn dòng trên trước, dòng dưới sau, Ctrl L, nó sẽ ghép lại cho tôi thành một cái khối văn bản như trước lúc chúng ta chưa tách nó ra. Khả năng này thì duy nhất chỉ có Corel có trong số các chương trình mà thiết kế đồ họa thôi, bất kể của hãng nào. Đấy, thì duy nhất có Corel có khả năng này. Đấy là một cái điểm mà cực kỳ độc đáo của thằng Corel khi mà chúng ta làm việc với chữ. Tiếp nữa thì bây giờ chúng ta xem là sau khi mà chúng ta chỉnh sửa, chúng ta thay đổi một cái chữ, bây giờ tôi mà không muốn nữa, tôi có thể khôi phục, tôi có thể đưa nó về trạng thái như ban đầu được không? Vừa nãy chúng ta tách các cái dòng ra, chúng ta tách các từ ra và chúng ta tách các thứ tự ra, thì cuối cùng chúng ta cũng làm ngược lại, là chúng ta khôi phục nó về nguyên dạng. Thế bây giờ một số chữ của tôi đã bị xoay nghiêng, bị nhấc ra khỏi cái vị trí gốc của nó. Bây giờ tôi có thể khắc phục được hay không? Thì đây chúng ta sẽ làm việc như thế này. Tất nhiên là làm việc với text thì chúng ta phải gọi lệnh ở trong menu text rồi. Bấm vào text này, các bạn có một số lệnh như thế này. Đó là lệnh Strike Text và lệnh Align to Baseline. Đây, bây giờ chúng ta phóng lớn lên một chút, quan sát cận cảnh nhìn cho nó rõ nhé. Ví dụ, một cái dòng chữ nào đó, tôi sẽ nhắc nó lên. Đây là dòng cao, dòng thấp, nó. Bây giờ tôi cũng không cần phải chọn cụ thể cái nào cả, chỉ cần chọn cái khối text này thôi. Sau đó thì vào text, tôi sẽ dùng lệnh là Align to Baseline. Sau khi mà tôi nhấn lệnh, thì tất cả những cái chữ đã chạy ra khỏi cái vị trí đường gốc của nó, đường cơ bản của nó, thì sẽ được hạ xuống hoặc là kéo lên cho tới khi nào chân chữ nó về đúng với lại cái đường cơ bản ban đầu. Tuy nhiên cũng còn một số chữ nữa nó bị xoay nghiêng hoặc là bị thay đổi, hoặc là bị như đây ạ. Dịch đi. Đấy, ví dụ như thế này. Bây giờ tôi chọn lệnh như thế này. Text Strike and Text. Đấy. Lệnh này thì bất kể là bị lôi đi đâu rồi, xoay ngang, xoay dọc như thế nào đấy, thì khi mà chúng ta nhấn lệnh này, nó sẽ giả hết về địa phương, đúng gốc các ở đâu, quê quán ở đâu, giả đúng về chỗ đấy, không xoay, không lệch, không bị sức mẻ gì cả, giả về đúng chỗ. Đấy, thì có hai cái lệnh đấy là những cái lệnh để giúp cho chúng ta có thể là hiệu chỉnh, đưa text về nguyên bản gốc ban đầu của nó. Tiếp theo nữa thì chúng ta sẽ làm quen một số lệnh như thế này. Chúng ta có thể là sử dụng một số các cái hỗ trợ nữa như sau. Ví dụ như là change case. Lệnh này nó sẽ cho chúng ta một bảng để chuyển qua chuyển lại giữa một vài cái định dạng khi trình bày. Ví dụ như bây giờ nó đang được đặt ở cái chế độ là sentence. Thế nếu mà chúng ta chọn những cái lệnh khác thì sao? Lower thì nó sẽ chuyển hết cho chúng ta về dạng chữ bình thường, không có từ nào viết hoa cả. Upper toàn bộ sẽ biến thành chữ viết hoa hết. Title case, tất cả các từ đều được viết hoa cái ký tự đầu tiên. Top case, viết hoa tất cả các từ
trừ cái ký tự đầu tiên trong cái từ đó. Thế đấy là lệnh train case giúp cho chúng ta có thể là thay đổi cái cách trình bày của một cái khối text. Bây giờ chúng ta xem tiếp sang một trường hợp nữa là convert qua lại giữa hai cái dạng text. Như ban đầu chúng ta giới thiệu là chúng ta có hai loại, một là artistic, hai là paragraph. Hiện tại chúng ta đang chọn cái dòng chữ này là artistic, hay là chúng ta gọi là nôm na gọi là văn bản nghệ thuật. Bây giờ tôi muốn trình bày nó giống như là một cái văn bản paragraph, văn bản đoạn, thì chúng ta sẽ làm như sau. Chọn cái đối tượng text, sau đó thì vào menu text, chúng ta vào lệnh là convert to paragraph, hay là phím tắt là Ctrl F8. Khi chúng ta nhấp như thế này thì các bạn sẽ thấy là cái khối text của chúng ta nó sẽ xuất hiện cái khung của hộp chứa. Tuy nhiên đến đây thì các bạn lại thấy có một cái vấn đề hơi lạ là cái chữ của chúng ta nó bị mất đi một số. Đó. Đường viền nó không đen giống như là cái hộp chữa bên dưới. Và trước đây tôi có nói là các tay nắm điều khiển màu đen, riêng hai cái ở đỉnh và đáy thì là màu trắng. Nhưng lúc này chúng ta cũng chỉ thấy là một cái ở đỉnh màu trắng thôi, còn dưới chân này màu đen và lại còn có kèm thêm một cái mũi tên chỉ xuống dưới. Cái tình trạng này là nó báo khi nào mà đường viền màu đỏ và có mũi tên chỉ xuống dưới như này, có nghĩa là nó báo rằng cái hộp này chứa không đủ cái lượng text đó. Chúng ta hoặc là nới rộng ra hoặc là kéo thêm xuống dưới thì lúc này chúng ta mới nhìn thấy được cái chữ. Khi nào mà không còn tình trạng là chữ bị ẩn nữa thì cái hộp này sẽ trở về màu đen, cái dưới này sẽ trở về màu trắng và không còn mũi tên nữa. Và tất nhiên chuyển sang cái chữ dạng dạng paragraph như thế này thì các bạn sẽ thấy rằng là gì ạ, nó sẽ co duỗi theo, nó sẽ co duỗi theo cái việc mà thay đổi kích thước của hộp chứa như thế này. Tất nhiên là nó sẽ có hai chiều, thường thường bao giờ nó có hai mặt đấy. Đã convert được cái thằng artistic sang thành paragraph thì ngược lại chúng ta cũng mong muốn là chuyển cái paragraph sang thành artistic. Thì để thực hiện thì chúng ta lại chọn cái hộp text này, vào text và chúng ta chuyển bằng cách là chọn lệnh gì đây ạ, convert to artistic. Phím tắt vẫn thế, vị trí vẫn thế, nó chỉ thay đổi câu chữ khi mà chúng ta chọn cái đối tượng muốn convert nó là cái gì thì nó lại lập tức nhận diện để con nó chuyển sang cái dạng kia. Đây, convert to artistic thì các bạn lại thấy rằng là cái hộp chứa mất đi và nó lại quay trở về định dạng 8 cái tay nắm điều khiển bao xung quanh. Tuy nhiên có một cái vấn đề này các bạn cần phải lưu ý. Một khi mà đã xuất hiện cái hộp đỏ cộng thêm cái mũi tên đen thì báo hiệu rằng là nó không có đủ chỗ để mà hiển thị cái dạng chữ này. Thì trường hợp này các bạn bị cấm không cho phép convert nữa. Đây, lệnh convert bị mờ đi, không khả dụng. Lý do là vì nó sẽ không hiểu rằng sau khi convert sang thành artistic thì cái chỗ cái số lượng ký tự mà đang bị ẩn giấu đi ấy, nó sẽ được trình bày như thế nào. Nó không biết, cho nên nó không cho phép chúng ta convert trừ khi nào mà chúng ta trả lại trạng thái bình thường, nhìn thấy hết được các ký tự thì lúc đó nó mới cho phép chúng ta là convert. Đấy. Lúc này thì được. Thế bây giờ lại nói tiếp về một cái vấn đề là text đưa vào một đường dẫn như thế nào. Đưa vào một đường dẫn thì đương nhiên là để cho chữ của chúng ta nó sẽ có cái cách trình bày nó khác lạ đi. Bởi vì bình thường về mặt nguyên tắc chữ của chúng ta luôn luôn chạy theo chiều ngang. Đó, từ dòng trên xuống dòng dưới, viết từ trái qua phải và luôn luôn là vuông góc với lại cái màn hình. À, như thế thì nó sẽ rất là sạch sẽ, nó rất là dễ đọc. Tuy nhiên đôi lúc nếu mà chúng ta dùng chữ để thiết kế thì rõ ràng thì rất nghèo nàn. Và để thực hiện cái việc dán một cái chữ vào trong một cái đường dẫn thì chúng ta trước hết là cần phải có một đường dẫn đã. Riêng đường dẫn thì các bạn chỉ cần là có đường dẫn thôi,
chứ nó cũng không nhất thiết là nó phải kín hay hở, đường nào cũng có thể gắn được text vào. Thì chúng ta sẽ chuẩn bị một cái đường dẫn bằng cách là sử dụng một công cụ bất kỳ, miễn là vẽ được ra một đường. Sau đó thì chúng ta sẽ gắn cái text vào đấy. Đây là đường hở, đây là đường kín. Đó, kín hay hở thì cũng được chấp nhận hết, không sao cả. Bây giờ chúng ta sẽ nhập một cái dòng chữ vào với nội dung là gán văn bản vào đường dẫn. Trong Corel OK, bây giờ dòng chữ tôi có rồi. Đó, chúng ta sẽ thực hiện lệnh gán text vào như sau. Về mặt chính danh, về mặt quy tắc thì chúng ta sẽ làm như thế này. Các bạn chọn dòng chữ, sau đó các bạn vào menu text. Trong menu text các bạn chọn lệnh fit text to path. Sau khi mà chúng ta nhấn chọn lệnh này, nhả chuột ra, các bạn sẽ nhìn thấy có một cái biểu tượng. Đây, làm lại nhé. Chọn văn bản này, chọn text này, chọn lệnh fit text to path. Sau khi mà chúng ta nhả chuột ra, các bạn sẽ thấy có một mũi tên đen tương đối mập cộng với một hình chữ A đang ngồi trên một cái đường dẫn cong cong. Bây giờ thì chưa có gì xảy ra cả, nhưng nếu các bạn trỏ vào một đường bất kỳ, một khi nó đã nhận được cái đường đó thì các bạn sẽ thấy rằng sẽ có một cái đường màu xanh đại diện cho cái dòng chữ đó bám ở trong cái đường dẫn. Hiện tại bây giờ đang là cái quá trình ướm thử thôi, chứ chưa phải là kết thúc. Các bạn có thể nhắc chuột lên cao, có thể lùi xuống dưới, có thể đẩy về phía sau, có thể lôi về phía trước. Nó sẽ cho các bạn xem trước, nếu như chúng ta nhấp chuột để kết thúc công việc thì chữ nó sẽ nằm ở đâu, vị trí nào, nằm trên hay nằm dưới dòng chữ, hay nằm giữa dòng chữ, nằm ở đầu hay nằm về cuối. Lúc này thì chúng ta sẽ thấy rằng chữ của chúng ta nó giống như là một cái toa tàu, một đoàn tàu. Thế còn cái đường dẫn đó nó giống như cái đường ray, chúng ta có thể kéo trượt cho nó chạy theo cái đường ray đó. Đến lúc chúng ta cảm thấy hài lòng rồi, kích chuột một cái, chữ của chúng ta sẽ bám vào theo đường dẫn mà chúng ta đã chỉ định. Và các bạn sẽ thấy là vẫn có các tay nắm điều khiển bao xung quanh, và đặc biệt là nó có thêm một cái điểm điều khiển màu đỏ nằm ở đầu dòng chữ. Cái điểm này giúp cho chúng ta có thể nhấp chuột vào và chúng ta điều khiển đẩy, tiến, lui, kéo lên, kéo xuống cái đường dẫn so với lại cái dòng chữ so với đường dẫn. Kéo thế nào cũng được, nó cũng sẽ vẫn bám vào đường dẫn. Có kéo ra ngoài được không? Không kéo ra ngoài được. Các bạn có thể cho nó lên hay xuống so với đường dẫn, tiến về sau hay là lui về trước đấy, nhưng không bao giờ trượt ra khỏi cái đường dẫn được nếu nó vẫn còn cái mối quan hệ với nhau. Bây giờ nó bám vào đường dẫn rồi, tất cả mọi thao tác khác vẫn làm được, vẫn bôi đen, vẫn chọn bằng shape tool, thay đổi màu, thay đổi ký tự, thay đổi size rồi vân vân, tất cả mọi thứ vẫn được. Bấm vào đây, có thể nhắc cái chữ lên cao xuống thấp được không? Trường hợp này thì không nhé. Các bạn đã gán nó vào trong đường dẫn rồi thì về mặt nguyên tắc, tất cả cái đường baseline của nó lúc này là tương ứng với lại cái đường dẫn mà chúng ta vừa mới gán. Nó có thể trượt về phía trước hay lùi về phía sau, nhưng nhấc lên cao hay là nhấc xuống thấp hơn so với những chữ khác cùng ở trong cái dòng chữ đã được gán vào đường dẫn đó thì không được phép nữa. Chữ bình thường các bạn muốn nhắc thế nào thì nhắc, nhưng đã gán vào đường dẫn rồi thì nó mất khả năng tiến lên cao hay là hạ xuống thấp, mà chỉ có thể trượt sang phải hoặc sang trái được thôi.
Thế còn trong cái này thì các bạn có quyền là gì đấy ạ? Vẫn có quyền là giãn khoảng cách bằng cách là bấm vào cái điểm điều khiển này. Đấy, thu hẹp lại, kéo giãn ra, vẫn làm được. Giấu đường dẫn đi được không? Giấu được. Đường dẫn chẳng qua là một cái đường gán để cho chúng ta có thể là dẫn dắt cho cái chữ nó chạy theo thế nào thôi. Giấu đi thì chọn Shape Tool, bấm vào để chọn cái đường dẫn, sau đó thì chuột phải vào đây, giấu đi, không cho hiển thị thôi, không có nghĩa là nó mất. Có tháo được không? Tháo được, mọi thứ trong Corel hầu như đều có thể tháo được cả. Tuy nhiên lời khuyên là nên để mà giấu đi thôi, tại vì nếu như chúng ta tách ra thì cái khả năng điều khiển dòng chữ không còn nữa. Đấy. Ở đây như thế này, tôi vẫn có thể là chọn cái chữ đó. Đấy, tôi vẫn có quyền là gì đấy, kéo nó tiến lên, hạ xuống hay là nâng lên, kéo về phía sau hay là lùi về phía trước đều được, vì nó vẫn còn cái độ liên quan tới cái đường dẫn. Nhưng một khi mà chúng ta tách ra thì cái chuyện đó là không làm được nữa. Tách ra thì tách như thế nào? Đây, chúng ta chọn vào menu effect trong object. Trong object này thì các bạn vẫn lại thấy cái lệnh quen thuộc cộng đồng ca. Tách ra thì nó giảm cho chúng ta cái gì? Một dòng chữ lúc này không còn liên quan đến cái đường dẫn nữa, và một đường dẫn đang nằm lẩn khuất ở đâu đây do nó không còn được tô màu nữa, nhưng nó vẫn còn. Đấy, bây giờ tôi tô chuột phải vào đây thì các bạn lại nhìn thấy đường dẫn. Thế chữ tách ra rồi, uốn éo như này rồi, có trả được nó về cái trạng thái thẳng thớm như ban đầu không? Vẫn được, vẫn hai cái lệnh vừa nãy tôi giới thiệu. Chọn cái này, Text Align to Base Align, lập tức nó đưa cho chúng ta về cái đường chân thẳng. Nhưng do cái chữ này nó đã bị uốn nghiêng, xiên đi theo cái đường dẫn cong cong của chúng ta rồi, cho nên lại phải làm thêm một cái lệnh nữa. Đó là gì đấy ạ? Straighten Text. Nó sẽ lại dựng lại ngay hàng thẳng lối như ban đầu. Thế bây giờ tách rồi, bây giờ tôi lại muốn gán lại, gán cách khác nhé. Thì chúng ta sẽ làm như sau. Các bạn chọn cái văn bản, các bạn chọn text và chọn cái đường mà sẽ gán vào. Sau đó thì các bạn lại vào text và fit text to path. Lúc này thì nó sẽ nhảy vào ngay, bám vào ngay. Nhưng điểm khác biệt giữa cái thao tác vừa nãy với thao tác này là gì? Chữ nhảy vào sẽ nằm ở đầu bên trái của cái đường dẫn, và nó sẽ ngồi lên trên cái đường dẫn, chứ không phải là nằm cách ra hay nằm giữa hay là nằm dưới đường dẫn nữa, mà nó ngồi luôn trượt ngay lên trên chính cái đường dẫn đó. Đường dẫn chạy tới đâu thì cái đường base line của chữ nó sẽ bám theo đúng như thế. Cái cách mà chỉ vào chữ sau đó mới chỉ vào đường dẫn thì các bạn muốn đặt trên đặt dưới, đặt trước đặt sau thế nào cũng được, nhưng mà chọn cả text cả đường dẫn rồi ra lệnh thì chắc chắn là nó sẽ nằm ở đầu, chắc chắn là nó sẽ nằm ở phía trên. Đấy. Tiếp nữa thì chúng ta sẽ làm việc với lại một số vấn đề về dùng phông, về thêm bớt các ký tự đặc biệt. Thì văn bản thì chúng ta đánh thì phải có phông chữ, nhưng mà không phải phông chữ nào thì nó cũng hỗ trợ cho tiếng Việt. Do đó thì có những ký tự chúng ta đánh lên được, có dấu, có má. Cũng có ký tự thì đánh được dấu má ở từ này nhưng vào một từ khác với dấu khác thì lại bị lỗi. Vừa nãy lúc mà chúng ta làm thì các bạn nhìn thấy là khi tôi chuyển sang một cái phông khác không phải là Aria thì các bạn nhìn thấy có một số ký tự mà có thêm các dấu nặng, dấu sắc các thứ vào trong đó thì nó bị biến thành một cái hình chữ nhật rỗng, đúng không ạ? Đấy chính là tình trạng mà nó hỗ trợ không đủ đầy đủ và nó không hiển thị được phông chữ theo cái kiểu là có dấu tiếng Việt. Thế thì bây giờ chúng ta sẽ làm như thế nào để mà chúng ta hỗ trợ những cái việc như thế? Trong trường hợp mà các bạn nhập một cái văn bản mà nó không hỗ trợ đầy đủ đây, ở đây thì tôi có một cái phông chữ là phông rất là cơ bản, đó là phông Aria. Phông Aria nó hỗ trợ chúng ta rất tốt trong cái việc là nhập văn bản có dấu tiếng Việt. Tuy nhiên là nếu mà chúng ta
chọn các kiểu khác thì sao? Ví dụ đây, các bạn nhìn này, narrow này, narrow nghiêng này, narrow bone này, vân vân thì sẽ bị lỗi. Đó. Area thông thường thì được, nghiêng thì được, bone thì được, bone italic được, black không được. Đấy, không phải định dạng nào trong cái chữ nó cũng hỗ trợ được đầy đủ. Thế gặp những cái trường hợp này mà tôi vẫn cần một cái chữ dày thì làm như thế nào? Thì lúc này chúng ta sẽ thay thế bằng các cái văn bản được xây dựng sẵn, các ký tự được xây dựng sẵn. Thao tác thì rất đơn giản như thế này. Các bạn lấy trỏ chuột, các bạn bôi đen ký tự mà các bạn muốn thay thế đi. Sau đó thì chúng ta sẽ vào cái lệnh như sau. Các bạn tìm vào menu text. Trong menu text này thì các bạn tìm tới cho tôi cái lệnh là Insert Character. Phím tắt của nó là Ctrl F11. Sau khi mà chúng ta mở cái hộp thoại này ra thì các bạn sẽ thấy là có một số các cái hỗ trợ như thế này. Các bạn sẽ thấy là cái phông area này, nếu mà chúng ta đã chọn rồi thì chúng ta sẽ tìm đúng cái loại đó. Đó, bấm vào đây để nó hiển thị. Thì danh sách những cái ký tự mà chúng ta có thể thay thế, chúng ta có thể chọn, nó sẽ nằm ở trong này. Bằng cách đó chúng ta sẽ tìm được những ký tự mà nó đã gán sẵn dấu chẳng hạn. Bây giờ ví dụ như là chúng ta tìm chữ ớ, đúng không ạ? Đây, chữ ớ có rồi, nhập vào đây này. Thì các bạn sẽ thấy là tôi có thể nhập cái chữ đã có dấu sẵn vào đây. Đó. A à, hỏi, đúng không? Văn bản tìm xem có chữ A có dấu hỏi không. Nếu không có thì thôi, chúng ta lại phải gõ một cái chữ bình thường. Đây, trượt hết xuống một dòng, xem nó cung cấp những cái gì. Nếu mà chúng ta tìm được những cái chữ mà đã dựng sẵn có dấu má rồi thì cố gắng dùng luôn. Còn trường hợp mà không có thì chúng ta phải khắc phục bằng cách là ghép thêm. Ở đây không có thì thôi, tôi lại gõ lại một cách bình thường, đúng không ạ? Thế bây giờ chúng ta sẽ làm như thế nào nữa? Nếu mà như thế là chúng ta thiếu một dấu nặng này, thiếu một dấu hỏi này. Trường hợp này thì chúng ta sẽ ghép lại như sau. Nếu mà các bạn muốn là nó luôn luôn đi cùng với chữ mà không bị tách rời thì chúng ta sẽ làm như thế này. Đặt dấu nháy vào một cái vị trí nào đó, hoặc là đầu hoặc là cuối của dòng chữ. Sau đó các bạn sẽ tìm tới những cái ký tự mà các bạn cần. Ví dụ dấu nặng, bây giờ tôi phải tìm xem có dấu nặng ở đây không nhé. Đây, dấu nặng đây chẳng hạn, nhấp đúp nó sẽ chèn theo cho chúng ta cái dấu nặng ở đây. Dấu hỏi nữa, đây, chèn thêm một cái nữa, ví dụ thế. Sau khi mà chúng ta làm xong đến đây rồi, chúng ta sẽ chọn cái công cụ Shape Tool. Một ký tự mới được chèn vào có thể chỉ là một cái dấu thôi, nhưng nó vẫn có cái điểm điều khiển riêng của nó. Bằng cách bấm vào đây, các bạn có thể lôi nó vào cái vị trí mà các bạn muốn. Thì lúc nào nó cũng đi theo cùng. Tuy nhiên lưu ý kỹ cho tôi vấn đề này. Cái dấu mà chèn ở bên ngoài thế này luôn luôn sẽ gây cảm giác bị to so với lại cái phông, cái size mà chúng ta đang dùng. Mặc dù bây giờ bấm vào đây bảo là phông chữ bao nhiêu, đây ví dụ chữ N này 28,793, cái dấu này 28,793 là bằng nhau. Nhưng mà nếu mà cái dấu mà được chèn vào do chúng ta gõ ra mà nó chấp nhận dấu ấy, nó hợp lý hơn. Cái ký tự chèn này bao giờ cũng gây ra một cảm giác là dấu rất thô. Do đó thì chúng ta nên làm một cái thao tác hạ bớt nó xuống. Thì lúc này nó sẽ nhỏ bớt đi và chúng ta thấy là đặt vào đây nó sẽ vừa hơn, trông nó sẽ hợp lý hơn rất là nhiều. Ở đây và đó.
bằng cách như thế này. Các bạn có thể là điền được bất kỳ một cái gì mà các bạn cần, dấu má. Còn tất nhiên rời ra xong ghép vào, đặt vào chỗ, sau đó thì chúng ta lại phải làm thêm một cái thao tác là group nó vào, thì hơi mất công. Cho nên cách tốt nhất là vẫn để chèn cái ký tự đó vào trong cái dòng chữ, sau đó thì dùng shape tool bấm vào đường điều khiển lôi nó vào những cái vị trí mà chúng ta cần thiết lập. Thế đấy là thao tác để cho chúng ta có thể là chuyển một cái văn bản mà không hỗ trợ sang thành vẫn gõ được đầy đủ tất cả dấu má. Thế thì cái tình trạng mà gặp phải những cái phông mà không hỗ trợ này thì chúng ta đã biết cách khắc phục. Và thêm một cái nữa là chữ nghĩa thì nó phụ thuộc rất nhiều vào phông ở trong hệ thống máy của chúng ta. Tôi có thể sử dụng một cái phông rất đặc biệt nào đó phù hợp cho nội dung của một bản thiết kế, nhưng nếu phông đó chỉ có trên máy tôi mà lại không có ở trên cái máy của người mà sẽ nhận cái thiết kế đó, thì sang bên kia nó sẽ thông báo rất là rõ ràng thiếu phông nọ, thiếu phông kia, yêu cầu là đổi sang một phông khác. Tất nhiên việc đổi có thể thực hiện được, nhưng mà chúng ta chỉ đổi ở trong trường hợp là dùng văn bản thông thường thôi. Code là đọc được, còn thiết kế thì rõ ràng mỗi phông nó lại mang một ý nghĩa khác nhau, mỗi phông nó lại mang một cái hình dáng khác nhau. Do đó là chúng ta nên là duy trì cái sự hiện diện của phông. Và để làm cái việc này thì chúng ta có hai cách. Một là các bạn convert, biến đổi cái text của chúng ta sang thành hình vẽ, thì lúc đó không còn phải phụ thuộc gì vào phông nữa. Và chúng ta lại dùng một cái lệnh hết sức quen thuộc, đó là lệnh Ctrl+Q, biến đổi một cái đối tượng đặc biệt thành một hình vẽ bình thường. Khi tôi nhấn Ctrl+Q thì các bạn sẽ thấy rằng là xuất hiện vô cùng nhiều những cái điểm điều khiển. Đây, một cái chữ không phải là chỉ có một cái điểm điều khiển vuông con ở đây nữa, mà có rất nhiều điểm điều khiển cho phép chúng ta có thể can thiệp vào đây. Chúng ta có thể làm cho cái chữ này nó trở nên là thay đổi đi. Các logo mà làm bằng kiểu logo chữ thường thường là người ta cứ đánh văn bản ra đã đó, sau đó thì người ta mới Ctrl+Q, rồi người ta dùng công cụ Shape Tool F10 này để người ta bắt đầu là tạo ra những cái sự khác biệt cho nó đó. Đây là một dạng phá cách chẳng hạn như thế. Chữ A tôi không thích như thế này nữa, tôi thích làm một cái chữ A trông có vẻ lùn lùn béo béo, ví dụ như thế này, hay là cái chữ cong cong, chân cong cong như thế này. Đấy. Để làm được cái này chúng ta phải convert, chúng ta phải chuyển cái chữ thành ra hình vẽ đã. Tất nhiên là sẽ không có hồi tố nhé, trừ khi là chúng ta Ctrl+Z, chứ còn nó không có cái kiểu là convert từ paragraph sang thành artistic, xong rồi từ artistic chuyển sang thành paragraph. Tại vì là có chuyển như thế thì chữ vẫn là chữ, còn bây giờ mình sang thành hình rồi thì không có quyền nào để chuyển cái hình ngược về thành chữ được nữa, trừ khi là undo. Thế mà có thêm một cái cách khác, thực ra là vốn gồm có 3 cách cơ, ở các phiên bản thấp hơn nữa, tức là đời Corel 12 đổ xuống, thì các bạn vẫn có thêm một cái lựa chọn rất là đặc biệt, đó là Embed Phone. Embed Phone thì có nghĩa là nó nhúng luôn thông tin về cái phone đó vào trong cái tài liệu Corel của chúng ta. Thì bất chấp luôn, máy bên kia không có phone chữ đấy, nó vẫn hiển thị. Kể cả không có phone chữ nào, nó cũng vẫn hiển thị. Tại vì các thông tin về phone được nhúng luôn vào trong cái tài liệu Corel. Tất nhiên là sẽ làm cho cái file Corel nó nặng lên thêm một tí, nhưng mà nó tránh được cái chuyện là thiếu phông hay là không có phông. Nhưng từ phiên bản X đổ lên thì nó bỏ mất cái tính năng nhúng phông như thế, và nó lại đưa cho chúng ta một cái cách thức khác, đó là đóng gói tài liệu. Đóng gói tài liệu là nó làm như thế nào? Đây chúng ta xem vào menu file. Trong menu file thì chúng ta sẽ có một cái lệnh, nó gọi là lệnh Collect to Output. Lệnh này nó sẽ giúp cho chúng ta đóng gói tài liệu, bao gồm tất
cả tài liệu chính và những cái gì liên quan. Nhấp chọn nó. Next. Ở đây thì trong cái quá trình làm việc thì nó đưa ra một vài gợi ý giải thích. Các bạn thích thì các bạn dịch, còn nếu không thì cứ kệ xác nó, mà next cũng được, không có vấn đề gì cả. Ở đây nó đưa ra cho các bạn hai tùy chọn: include PDF và include CDR. Thì cái này lại là cái mà không được mặc định. Chúng ta thích thì chúng ta đánh dấu thêm vào, còn mặc định của nó lại là PDF. PDF là nó ra một cái dạng tài liệu để cho chúng ta có thể xem trước trên các cái trình mà xem PDF, ví dụ như Acrobat hoặc là một số các trình reader khác. Đấy. Thế và thích thì các bạn sẽ đánh dấu vào đây. Acrobat thì nó để sẵn ở cái phần là prepare. Đấy, còn CDR thì các bạn sẽ phải đánh dấu vào nếu muốn có thêm. Và nó để sẵn luôn ở cái phiên bản hiện tại. Các bạn thích thì các bạn có thể hạ xuống một phiên bản thấp hơn. Cái điều này là một cái điều mà chúng ta sẽ hay gặp. Ở các cái chương trình mà vector thì nó lại có một cái vấn đề hơi bị điên đầu, là tôi có thể làm ở trên các cái phiên bản rất là cao để tận dụng các tính năng mới nhất của nó. Tuy nhiên xem rất tốt ở trên máy tôi làm, nhưng nếu mà tôi chuyển tài liệu cho một người khác cũng dùng Corel nhưng dùng phiên bản thấp hơn thì không mở được ra. Do đó nếu như mà chúng ta chuyển cái tài liệu này đi thì việc cần làm đó là phải trao đổi với bên người nhận là ông dùng Corel bản mấy để tôi còn convert xuống bằng cái bản của ông để ông còn mở được. Nếu không chúng ta gửi đúng bản ra đi thì hơi năm ăn năm thua. Nếu người ta dùng cái phiên bản giống chúng ta hoặc cao hơn không có vấn đề gì, người ta dùng thấp hơn là sẽ không mở ra thì rất là phiền. Tiếp nữa thì chúng ta có một cái tùy chọn rất là quan trọng đây: include document phone and phone list. Thì cái này nếu mà chúng ta thấy là chưa đánh dấu hoặc là bị ai đó tắt đi rồi thì các bạn sẽ phải bật lại cái này cho tôi. Trong này nó sẽ hỗ trợ chúng ta là liệt kê toàn bộ những cái phông được sử dụng ở trong bản thiết kế. Dùng một phông thì nó liệt kê một phông, dùng 100 phông thì nó liệt kê 100 phông. Và sau khi mà chúng ta đóng gói xong thì nó sẽ đóng gói kèm theo các cái phông mà chúng ta đã vốn sử dụng. Đây, include color profile, cái tệp mà mô tả về màu sắc được sử dụng ở trong cái thiết kế của chúng ta. Và đây cuối cùng thì nó sẽ hỏi chúng ta là gì đây ạ? Lưu vào đâu? Mặc định thì nó để sẵn đường dẫn là C, user, tên máy, thư mục document. Và tại vì tài liệu chúng ta chưa lưu, nó có tên là untitled 1 thì nó cũng đặt luôn thành untitled 1. Và tại cái đường dẫn này nó sẽ phát sinh ra một folder, nó chứa tất cả vào trong đó. Các bạn có thể thay đổi đó, ví dụ tôi không thích đặt ở cái đường dẫn này, tôi muốn quảng cổ nó ra ngoài desktop ra cho dễ tìm, thay đổi đường dẫn đi. Đấy. Thế còn nếu mà trong này chứa những cái tài liệu mà place in a compress hoặc là use folder, cái này thì thôi không nên ấy làm gì, chúng ta làm xong thì chúng ta có để một cái folder thông thường để còn kiểm tra. Đây, next tiếp nha, xem nó ra cái gì nha. Đây, ok. Xong, đến đây chúng ta sẽ, nó được khuyến cáo là bây giờ thì đi tới cái chỗ mà vừa chế định đi để xem tài liệu nó gồm có những cái gì. Đây, next. Thì bắt đầu là nó thống kê luôn cho chúng ta nó làm những cái gì. Đây, location này, vị trí lưu cái tài liệu vừa rồi. File bao gồm có phông area đó, phông txt là một cái tệp mô tả rằng trong này dùng bao nhiêu phông, tên là những cái gì. Job info là mô tả về cái công việc liên quan tới cái tài liệu này. Đây, untitled 1 CDR là cái file Corel, untitled 1 PDF là cái file PDF để cho phép xem trước. Đây là bản mô phỏng, bản mô tả về quản lý màu. Finish. Bây giờ chúng ta xem thử nhé. Chúng ta ra desktop, chúng ta tìm cái thư mục vừa rồi. Untitled
Được rồi, trốn vào đâu rồi? À, xin lỗi đây, nó thả thẳng ra ra desktop này. Thì các bạn sẽ thấy này, một file Corel này, đó, một file PDF này, một file font.txt là gì? Font.txt là nó chỉ ghi rất là đơn giản là ở trong cái này thì đây là những cái font đã được sử dụng ở trong cái file Corel Android thế này. Tên của font là thế này, đó. Đấy, và cái định dạng của nó là thế này. À, tuy nhiên là cần phải lưu ý các bạn một tí, đó là ở trong Corel ấy thì tôi có nói về cái khổ in đúng không? Và do đó thì chỉ có những cái gì mà các bạn đang nhìn thấy ở trong cái trang giấy này thì mở ra ở trong file PDF mới nhìn thấy. File Corel thì để ở đâu cũng được, nhưng riêng file PDF nếu mà các bạn xuất ra từ đây thì các bạn sẽ chỉ nhìn thấy những cái gì nằm ở trong trang giấy thôi. Đấy, chứ còn không không thể nhìn thấy những cái chỗ mà nằm ngoài trang giấy được. Thế thì cách thức như thế này nó sẽ rất tiện để cho chúng ta quản lý về phông. Tôi chỉ cần là làm xong, bất kể là tôi dùng một phông hay 100 phông thì đến lúc đóng gói nó sẽ collect đầy đủ cho chúng ta những cái phông đó và nó nhét chung vào trong cái chỗ tài liệu đóng gói chúng ta. Thế thì khi mà chúng ta chuyển cái file đi xuống nhà in hoặc cho bất kỳ một khách hàng nào, họ cứ thấy thiếu báo thiếu phông gì thì họ tìm ở trong cái folder mà chúng ta gửi ấy. Đấy, họ lấy cái phông đó họ ép thêm vào trong hệ thống là nó sẽ hiển thị được thôi. Thì đấy là những cái thao tác để làm với lại cái văn bản paragraph. Bây giờ quay sang Artist, vừa nãy là Artistic, còn bây giờ chúng ta quay sang cái paragraph xem là chúng ta làm được cái gì với nó nhé. Co kéo thì vừa nãy tôi nói rồi, co kéo đối với cái hộp thì nó chỉ thay đổi kích thước của hộp mà không liên quan gì tới size rồi của chữ ở bên trong đó. Đây, rất rõ ràng không có duỗi được cái kích thước mà chỉ có duỗi hộp thôi. Bây giờ nếu mà tôi bấm vào đây tôi kéo thì sao? Thì nó cũng giãn hộp và đồng thời giãn luôn kích thước của giãn luôn khoảng cách của các ký tự, nhưng cũng không làm cho ký tự bị to lên hay bé đi. Kéo cái này thì làm cho thay đổi kích thước hộp và đồng thời làm thay đổi khoảng cách của các dòng, nhưng cũng không làm cho chữ của chúng ta bé đi hay to lên. Thế còn điều đặc biệt nữa là sao? Bây giờ tôi thu lại, nếu như mà không có đủ chỗ thì sao nhỉ? Đây nha. Đó. Thì các bạn lại nhìn thấy gì đấy nhỉ? Đường viền đỏ, mũi tên đen ở dưới đáy. Bây giờ tôi hoặc là giãn khoảng cách, thay đổi kích thước của cái hộp đó, hoặc làm cho chữ thu nhỏ lại để vừa với lại cái kích thước của hộp chứa. Tất nhiên là để chọn hết thì chúng ta phải đặt dấu nháy vào đây đúng không? Sau đó Ctrl A để chọn hết tất cả văn bản ở bên trong và thay thế cho nó một cái size khác bé hơn. Khi size bé hơn thì nó lại tụt nhỏ lại và cái hộp này lại vừa. Đấy, nhưng mà nếu mà size to hơn thì nó sẽ lại không đủ chỗ đúng không? Trong trường hợp như này các bạn còn một cách nữa, tức là chuyển text sang một chỗ khác. Đó, này, bằng cách là bấm vào cái mũi tên đen này. Sau khi bấm xong, chúng ta câu được cái khối văn bản thừa ở trong hộp và chúng ta có thể có hai cách, một là kích chuột thả thẳng ra màn hình, hai là các bạn bấm chuột và các bạn vẽ ra một hộp to nhỏ tùy ý. Mà khi các bạn vẽ ra thêm một hộp mới thì cái văn bản thừa ở cái hộp cũ sẽ được tự động chuyển sang chứa ở hộp mới. Nó như một cái bình thông nhau. Bây giờ ví dụ tôi thu hẹp tiếp cái này lại, thì tôi thu cái này lại bao nhiêu, thiếu chỗ bao nhiêu thì lại dồn cái chữ sang bên hộp kia. Tôi nới cái hộp này bao nhiêu đó thì nó đủ rộng thì nó lại đòi lại hết chữ đã gán sang hộp thứ hai.
gán được bao nhiêu hộp, bao nhiêu cũng được, miễn là không đủ chỗ thì các bạn có quyền là tạo ra một hộp mới. Và các bạn nhìn là nó sẽ có mũi tên xanh xanh chọn từ hộp nọ sang hộp kia, cứ theo dấu vết, lần theo dấu vết của các mũi tên thì chúng ta sẽ biết là cái hộp nào là hộp bắt đầu. Tuy nhiên nếu như bây giờ tôi xóa một hộp đi ra, chữ có mất không? Chữ sẽ không mất. Đây ví dụ, kể cả xóa hộp gốc luôn nhé, đi lên xóa thì chỗ chữ nằm ở trong hộp gốc đó sau khi bị xóa thì nó lại chạy sang hộp mới và lại báo tình trạng là không đủ chỗ. Đấy thì đây là cái đặc điểm của cái hộp tích ở trong Corel. Các bạn có thể làm thành nhiều cột, nhiều hộp chứa tích. Thế và trong trường hợp mà các bạn muốn, ví dụ như là chúng ta có những cái dạng trình bày chỉ có một cột thôi, nhưng cũng có những cái dạng trình bày tài liệu là nhiều cột. Đấy, thì hoặc là các bạn chia cột ra, nhưng chia như thế thì phải quản lý nhiều, nó cũng hơi rách việc. Các bạn có thể làm theo một cách khác là như thế này. Các bạn lấy một hộp để chứa tách thôi, nhưng trong cái hộp đó các bạn lại yêu cầu là gì đây, chia ra thành 3 cột nhỏ cho ta. Thì đây, cách làm là chúng ta làm như sau. Chọn một cái văn bản như thế này ở trong hộp text paragraph. Sau đó thì các bạn vào menu text. Trong text này thì các bạn có một số các cái hỗ trợ để làm việc với lại text dạng paragraph ở đây. Thì các bạn sẽ có một cái lệnh là column. Bấm vào đây, nó sẽ cung cấp cho các bạn một cái hộp thoại. Hiện tại number of column là 1, vậy thì text chỉ có một cột thôi. Nhưng nếu các bạn tăng lên thành 2, nó sẽ chuyển cái text của chúng ta thành 2 cột như thế này. Ở đây chúng ta có độ rộng của các cột và gutter là cái khoảng cách, khoảng trống giữa các cột. Các bạn có thể điều chỉnh được bằng cách là bôi đen vào đây và các bạn ra giảm một con số cụ thể. Ví dụ đây, không phải 12,7 nữa mà tôi tăng nó lên, ví dụ 20. Thì các bạn sẽ thấy là trên cái hình minh họa này, chúng ta sẽ thấy rõ là cái cột nó sẽ nhích rộng ra. Ok rồi, thì nhấp nút này và nó sẽ chuyển hết thành dạng hai cột như thế này. Các bạn cũng sẽ thấy rằng là tự động trình diễn như thế. Thích tăng lên nữa thì lại tăng lên. Bây giờ tôi cho thành 3 cột đi. Đây, đó. Giảm về một cột thì sao? Một. Ok. Chữ lại chạy về một cột. Như thế là chỉ một hộp thôi, chỉ một hộp chứa thôi, nhưng chúng ta có thể phân ra thành các cột khác nhau, vẫn giữ cái tính chất chạy từ cột nọ đến cột kia, nhưng mà cột này nó nằm ở trong một cái hộp thôi, nó dễ quản lý hơn là chúng ta tạo ra nhiều hộp khác nhau. Điểm thứ hai nữa mà chúng ta cần trao đổi ở trong cái text paragraph đó là chúng ta có thể tạo ra một cái gọi là drop cap. Drop cap là cái gì? Khi mà chúng ta có nhiều dòng trên dòng dưới, nhiều khối văn bản nằm trong một đoạn thì người ta có nhiều cách để phân biệt giữa khối nọ với khối kia. Đấy. Trong đó drop cap là một cách thường được sử dụng, có tính trang trí và ấn tượng thị giác cao. Đó là khi mà tôi muốn đánh dấu cho người ta nhận diện ra thật nhanh một cái văn bản ở đó là một cái thứ mà đây, chọn hết nha. Đấy, bây giờ các bạn sẽ thấy là tôi có một cái đoạn văn bản như thế này. Đấy, và bây giờ tôi muốn cho nó có được một cái sự đánh dấu tốt ở đầu một cái khối thì tôi sẽ làm như sau. Đặt trò chuột vào một khối. Sau đó thì chúng ta vào menu text. Trong menu text các bạn chọn cho tôi cái drop cap. Sau khi ấn drop cap, một hộp thoại mở ra. Chúng ta xác nhận vào ô check này, use drop cap, chấp nhận là sử dụng nó. Lập tức cái chữ cái đầu tiên sẽ được làm lớn lên và thụt xuống nằm ở trong cái phạm vi là 3 dòng. Cách làm như thế này nó sẽ tạo ra một cái điểm rất là hợp lý khi mà chúng ta nhìn. Đấy,
nhìn thoáng qua một cái, chúng ta nhìn thấy cái chữ to ở đâu, chúng ta biết ngay đấy là đầu của một khối văn bản, không cần phải đọc. Liếc mắt một cái là chúng ta sẽ phân biệt được đầu khối nào với đầu khối nào. Có thể đặt được bao nhiêu cái rocket ở đây, đấy là do chúng ta thôi. Muốn đặt vào đâu thì đặt đúng trỏ chuột vào trong cái khối đó. Có phải nhất thiết là phải ở cái ký tự đầu tiên không? Không cần, miễn là nó nhận diện được cái khối đó. Vào text, vào drop cap, user drop cap, lập tức các bạn sẽ thấy là nó đẩy các chữ khác ra để nó tạo ra cái chữ to mấy dòng này. Còn nếu mà không thích 3 dòng, thích 4 dòng, thích 5 dòng cơ thì đây bấm vào. Nhưng mà bình thường mặc định của các cái chương trình, mặc định của các cái cách trình bày thì thường là 3 dòng, đấy là cái quy tắc dùng chuẩn. Mặc dù chúng ta cũng có thể phá cách làm cho nó bé hơn hay to hơn. Nó không thích nữa thì cũng không cần phải giả nó về không hay là giả về một hay là giả về mấy, mà đơn giản là bỏ cái đánh dấu nó đi là xong. Đấy, vấn đề là cái trỏ chuột đang nằm ở khối nào thì nó sẽ nhận diện và nó bỏ của khối ấy đi thôi, chứ không phải bỏ tất cả. Sau đó thì nhấp OK. Vậy là chúng ta có thể giải quyết được vấn đề là chèn thêm một drop tab vào trong một cái khối văn bản đó. Ngoài ra thì chúng ta còn có thêm một cái trường hợp như thế này nữa, đó là tạo ra những cái list, tạo ra những cái danh sách. Thì lúc này chúng ta sẽ chèn các bullet vào trong đầu của danh sách. Muốn làm như thế này thì chúng ta sẽ thực hiện như sau. Tìm vào cái lệnh bullet này. Đấy. Nhấp. Và đánh dấu use bullet. Đấy, thì nó sẽ cho phép và chúng ta chọn kiểu phông gì, symbol hình dạng gì. Trong Corel thì vô cùng là thoải mái về các dạng symbol. Các bạn muốn loại nào thì các bạn chọn loại đấy, nó sẽ chèn vào đây. Sau đó thì nhấp OK. Thì đây chúng ta đã có một cái văn bản được gán cái symbol theo dạng bullet, đúng không? Và những cái nào mà muốn lấy tiếp thì các bạn sẽ phải đặt trỏ chuột và các bạn thế này ạ, nhấn enter cho tôi một cái. Cái đoạn này chưa nhận thì chúng ta lại phải đặt, phải để chuột vào. Hoặc nếu không thì các bạn sẽ chơi theo cái cách là gì đây, bôi đen các khối đây. Đoạn nào mà không nhận thì chúng ta phải xử lý. Thường như thế nào gọi là không nhận? Nó bị một cái tình trạng là enter xuống dòng hay là cái gì đó thì nó sẽ không có nhé. Enter thì nó mới nhận nhé, enter thì mới nhận bullet. Còn nếu mà shift enter thì nó xuống dòng theo kiểu cưỡng bức thì nó sẽ không xuất hiện bullet đâu. Còn muốn bỏ đi thì rất là đơn giản, các bạn đặt, các bạn chọn, sau đó thì lại vào text đấy, vào bullet. Trong bullet này thì đơn giản, hoặc là các bạn thay nhé, các bạn thay hình đổi dạng này đấy, ví dụ thay hình đổi dạng, hoặc là đổi dạng phông khác. Đổi dạng phông khác thì nó lại cho chúng ta những cái biểu tượng có thể chèn vào. Các bạn nhìn quen quen không ạ? Cái hộp này chính là cái hộp insert character vừa rồi đấy. Nó cho phép chúng ta tìm để chọn lấy một cái biểu tượng đặc biệt nào đó. Thích cái nào thì chúng ta chọn cái đó. Tất nhiên nó sẽ hiển thị rất tốt ở trên Corel, nhưng nếu có văn bản dạng này mà đưa sang một cái chỗ khác thì chưa chắc cái bullet nó sẽ giữ được đâu. Tại vì là những cái character đặc biệt này nó được cung cấp ở trong môi trường Corel, chứ nó không có nhúng sẵn ở trong các cái chương trình khác, cho nên có thể là nó cũng sẽ bị lỗi. Thế thì cho nên là chúng ta để ở những cái dạng mà hết sức là cơ bản thì là nó sẽ chả bao giờ bị cả đó. Chúng ta để ở cái chế độ phông winding hoặc là webding đấy, và sau đó thì các bạn chọn lấy một cái biểu tượng nào đó. Winding thì đúng rồi đây. Và các bạn sẽ chọn một số các cái định dạng rất là cơ bản. Thường là cái dấu tròn tròn thì chắc chắn là sẽ chỗ nào nó cũng lên được. Còn bỏ đi thì chỉ tắt ra đi thôi. Bỏ cái chữ use bullet, nó giảm cho chúng ta về cái dạng văn bản thông thường. Thế còn là có một cái vấn đề nữa mà chúng ta cũng phải lưu ý.
đó là cái lệnh để biến một cái hình bất kỳ trở thành cái hộp chứa. Tại vì cái cách làm của chúng ta trước giờ chúng ta giới thiệu thì luôn luôn là nhấp chọn, đúng không? Nhấp chọn công cụ, sau đó nhấp giữ chuột và vẽ ra một hộp chứa to hay nhỏ thì nó vẫn luôn luôn có cái hình chữ nhật như thế này thôi. Do đó thì nó rất nghèo nàn về mặt hình ảnh. Thì đây chúng ta cũng sẽ có thể làm chế ra bất cứ một cái hình nào để có thể tạo ra cái đường dẫn, cái hộp text có một hình. Thì đây các bạn thấy này, đây là biểu tượng của chuột text bình thường, đây là biểu tượng của chuột text gán text vào đường dẫn. Thế nếu mà chúng ta tụt sâu xuống một tí nữa dưới đường dẫn thì sẽ có một cái dấu nháy cộng thêm một cái hộp vuông, trong đó có chứa hai chữ A và B vuông vuông. Kích chuột một cái thì biểu tượng đứt đoạn của cái hộp chứa bắt đầu xuất hiện ở bên trong của cái khối này, và bằng cách như thế này thì chúng ta có thể là gì đây, nhập văn bản vào đây. Ok, đánh văn bản trong này thì đánh nhỏ thôi, và bằng cách như thế thì nó sẽ phủ kín cả diện tích của cái hộp và nó sẽ tạo ra một cái khối tích có hình gì đó theo cái hình dáng của cái hộp chứa. Thế và quay trở lại một tí thì chúng ta cũng nói thêm là Corel nó đặc biệt hơn các cái chương trình khác ở cái chỗ này. Thứ nhất là trên một cái đường dẫn chúng ta có thể gán bao nhiêu cái text vào đường dẫn cũng được. Thứ hai là nó cũng không keo kiệt gì trong cái chuyện là biến một đối tượng từ cái vai trò là đường dẫn trở thành một hộp chứa, miễn là nó khép kín. Đây bây giờ chúng ta xem lại này, nếu mà tôi có một đường hở, tôi có làm được nó thành một cái đường dẫn thì không sao đúng không, đường dẫn kiểu gì cũng nhận. Nhưng mà nếu mà tôi đặt lui xuống đây có làm được đấy không? À, cải tiến rồi ư? Ok, đến đây nhưng phải kiểm tra lại. À, không phải. Tại vì bản chất cái này nó vẫn nhận ra đây là một hình elip, cho nên chỉ cần là hình elip thì nó vốn là nó kín thì được. Đấy, còn một đường chúng ta vẽ tự tạo ra vẽ như thế này, nó biết chắc chắn đây là đường hở thì nó sẽ không cho phép các bạn biến thành một cái hộp chứa, tại vì nó không có diện tích bên trong. Đó. Không có diện tích bên trong thì các bạn sẽ không làm được như thế. Tại vì đây, cái này thì tôi chỉ cần chọn mày và tôi làm sao đấy, biết chắc rằng là nó vốn là gì, nó vốn là hình elip đấy, xuất phát điểm gốc của nó là hình elip, cho nên là nó vẫn cho phép là chúng ta làm. Thế nhưng ở đây thì các bạn hãy nhớ là nếu mà cùng một cái lệnh như thế này, Illustrator có làm được không? Illustrator gán text vào đường dẫn gán được, biến một cái hình ra thành hộp chứa text có được không? Cũng được, nhưng nó sẽ không cho phép các bạn hai trong một nhé. Đấy, Illustrator không phép, không cấp phép cho cái việc hai trong một đó. Thằng nào làm đúng chuyên môn thằng đấy, mày muốn làm đường dẫn thì chỉ được phép làm đường dẫn, có nghĩa là text chỉ chạy ở trên cái đường đó thôi. Còn mày muốn làm thành hộp chứa text thì mày chỉ được phép chứa text vào bên trong, sẽ không được phép gán thêm chữ chạy ở bên đường viền nữa. Nhưng Corel thì chấp, Corel chơi cả hai vai luôn. Đây, ví dụ thích làm thành đường dẫn thử kích chạy trên đường dẫn, bây giờ lại thích chia đây thành hộp chứa hả? Đây, tức là hai trong một luôn, ăn cả hai mang, việc gì cũng nhận hết. Đấy, Corel nó khác với lại thằng Ilut ở chỗ này đây, tức là nó chấp nhận một cái tư duy làm việc
nói chung là cũng được trang hay chớ, cũng rất là tùy tiện đấy, thích thế nào cũng được, chiều hết. Nhưng mà thằng iLoot thì rất là nghiêm khắc, làm việc nào là làm đúng việc đấy, không được một lúc làm hai việc. Thì cái này cũng là cái hay nhưng cũng là cái dở đấy. Dở là gì? Nó không chuyên sâu hẳn vào một cái gì cả, cho nên là dẫn tới nhiều lúc là chúng ta có thể là chúng ta bị rối đấy. Nhưng mà nó chấp nhận một bất cứ một cái tư duy nào, bất cứ một cái phương pháp làm việc nào, trong khi thằng Illustrator là mày chỉ được phép làm việc theo quy tắc, theo quy định của tao, không được làm khác, không làm làm khác đi là không làm được. Thế còn đây đang lại nói lại về cái đường dẫn một chút, thì đây tôi nói thêm một cái vấn đề như thế này. Vừa nãy là chúng ta nói là có hai vấn đề đúng không? À, có hai cách đúng không? Gõ chữ này, đấy, chọn chữ, chọn text, chọn lệnh, sau đó chỉ vào đường dẫn, đúng không? Mà đặc biệt cái này này, các bạn nếu mà thích nhá, thì các bạn có thể là ướm vào đường này, không thích các bạn thì đấy, chọn sang đường khác, nó lại báo cho chúng ta xem là nếu bám vào đường khác thì như thế nào. Đây, tôi thích nữa, tôi kéo thẳng sang đây, cho bám vào đây, vẫn được. Lệnh chưa thực hiện thì mọi thứ đều là thử nghiệm hết. Đây, không thích này là kéo sang đường này. À, chạm vào đây là cho phép thử ở đường này. À, đường này không thích lại kéo sang đây này, chạm vào đây lại bắt lấy đường mới. Đấy, nó linh hoạt đến mức độ như thế. Còn không thích thì escape thoát đi, đúng không? Còn chọn cả hai, chọn cả cái này, chọn cả cái này, thì như vừa nãy tôi nói là nó sẽ nhảy và nó bám vào đầu đó. Còn lệnh thứ ba là hôm trước là tôi đã nói sơ sơ rồi, có nghĩa là chúng ta đặt chuột lên đây và chúng ta kích chuột một cái, khi nào dấu nháy làm thế này thì chữ bắt đầu có thể nhập được vào. Và điểm đặc biệt nữa là thằng Corel cho phép nhập rất nhiều đường khác nhau và rất nhiều text khác nhau vào trong cùng một đường. Đây, đây là một đường nhá. Bây giờ chúng ta cùng xem. Đây, tôi gõ hẳn cái nội dung vào đây để phân biệt ra nhá. Cho size to lên một tí. Văn bản 1, ok. Đó. Bây giờ tôi có văn bản 1. Bây giờ tôi lại lấy chuột tôi đặt vào đây. Tôi lại gõ tiếp. Văn bản 2. Đó. Tiếp nữa tôi lại thích, tôi lại đặt vào đây một cái nữa. Văn bản 3. Đấy. Demo sơ bộ, các bạn sẽ thấy rằng nó chấp nhận chơi với nhiều thằng luôn, trên một đường dẫn thôi. Thế nhưng mà lúc này thì nó lại gặp phải một cái tình trạng. Bây giờ tôi muốn dịch nó sang một vị trí khác, có dịch được không? Bấm vào đây, tôi không hề thấy một cái điểm đỏ nào hiện lên để cho tôi kéo nó cả. Vì sao? Vì nó phát hiện ra trên một đường dẫn này có quá nhiều khối văn bản, nó không biết là chúng ta muốn chọn văn bản nào để kéo, cho nên nó không hiện. Do đó thì các bạn sẽ phải làm một trong các thao tác nào đó để mà cho chương trình nó hiểu rằng là tôi muốn làm việc với văn bản số mấy ở những cái đường này. Đấy, thì các bạn có thể có mấy cách, đúng không? Một là các bạn nhấp đúp vào đây, nhấp đại vào cho đến khi nào mà nó xuất hiện cái dấu nháy, dấu nháy bám vào trong cái văn bản nào, thì đến lúc mà chúng ta thoát ra ngoài thì nó sẽ hiểu là chúng ta làm việc với văn bản đó, và dấu đỏ nó sẽ được hiện lên đây cho phép các bạn co kéo, các bạn dịch chuyển cái chữ này đó. Còn cách thứ hai là gì đấy ạ? Chọn bằng công cụ Shape Tool, bấm vào cái nào sau đó thoát ra thì nó sẽ hiện cái đỏ này. Còn nếu mà thích thì ngay trong lúc này chúng ta dùng Shape Tool, chúng ta điểm chọn luôn tất cả các điểm điều khiển này và các bạn gì đấy ạ, co kéo nó đấy. Nhưng mà Shape Tool thì như các bạn thấy đấy, chúng ta chỉ có làm cho nó chạy như cái đường tàu với lại toa tàu nó chạy thế này thôi, còn nhắc lên cao hay hạ xuống thấp thì không làm được đấy. Chỉ có cái dấu đỏ này thì các bạn mới có thể là kéo lên cao hay là xuống thấp so với lại đường dẫn thôi. Shape Tool chỉ cho phép trượt. Đấy, nó khác nhau như thế nhé. Thế thì đấy là những cái vấn đề mà chúng ta đã trao đổi để mà chúng ta biết được các cái quy tắc, biết được các cách làm việc với text. Hầu hết thì Corel nó cung cấp đủ những cái phương pháp làm việc cũng giống trong Word hoặc là các chương trình khác mà làm việc với text. Nhưng mà thực ra thì chúng ta làm việc bằng các công cụ đồ họa thẳng luôn với nó thì nó dễ chịu hơn.
nó sẽ trực quan, nó sẽ dễ làm, nó sẽ đạt hiệu quả nhanh hơn. Thế còn đặc biệt ví dụ như là tôi có một cái chữ mà nó nằm ở đây chẳng hạn, các bạn xem thêm một cái ví dụ như thế này, nó nằm bao giờ nó cũng chia đều khoảng cách, nó chia đều góc ra, nó bám rất đều vào trong cái đường này. Nhưng nếu như bây giờ mà tôi muốn thì tôi có thể làm như sau. Ở đây chúng ta có một cái gọi là text orientation, bình thường thì nó sẽ để ở cái chế độ này mặc định, nhưng nếu mà tôi chuyển sang chế độ khác thì có thể là cái chữ của chúng ta nó sẽ bị nghiêng đi, hoặc là nó vuông góc, hoặc nó xếp sắp theo kiểu bậc thang bám theo cái đường dẫn đấy, thì nó có thêm cho chúng ta một số các cái điểm tương đối đặc biệt như thế. Và ở đây chúng ta còn có thêm một cái nhận diện là mirror, cho phép chúng ta lật ngược chiều text, lật trên xuống dưới, dưới lên trên, hoặc trái sang phải, phải sang trái. Đấy. Thế thì bây giờ chúng ta sẽ xử lý thêm như thế này. Đây, xem thử một cái ví dụ làm con dấu nhé. Nào, chứng nhận gì bây giờ nhỉ? Đây, control 1 đó, control shift 2. Bây giờ tôi có vành trong vành ngoài của dấu rồi, việc bây giờ chúng ta sẽ soạn nội dung đó. Bây giờ ví dụ như OK, một nội dung. Nội dung thứ hai là việc công thông tin. Rồi, nội dung ở giữa. Enter. Focus. Academy. Ví dụ thế. Bây giờ chúng ta bắt đầu cho nó vào nhé. Đó, bấm chữ để áo ra nội này, text này, fit text to path này, cho vào đây. Đó, chúng ta đặt nó vào. Các bạn có thể kéo cho tới khi nào mà các bạn cảm thấy hài lòng về mặt vị trí. Tiếp tục, Viện Công nghệ Thông tin thừa. Xóa đi. Bây giờ tôi lại lặp lại cái thao tác. Text. Fit text. Đó, đây. Cho chạy vào. Thế này là vừa bằng chân rồi đúng không? Đấy. Nhưng mà bây giờ như thế này thì chữ như thế này là chúng ta sẽ phải lộn phọc đầu xuống ra mới đọc được, cho nên là chúng ta lại phải lật nó, đúng không? Lật này, lật này. Đấy. Thế và bây giờ chúng ta lại co kéo lại điều chỉnh một tí. Đấy, cho tới khi nào mà nó nằm được vào vị trí này. Thế còn để cho cân đối thì các bạn sẽ sử dụng cái gì đây nhỉ? Thế này. Xoay cho tới khi nào mà tới được cái vị trí mà các bạn cảm thấy là hài lòng. Thế còn chỉnh thế nào thì các bạn lại phải làm sao đây nhỉ? Bấm vào để cho nó ra được cái điểm đỏ nhé, thì mới biết là mình chỉnh thế nào nhé. Hoặc nếu không thì bây giờ mình lại phải làm hai cái như này, một cái bám vành ngoài, một cái bám vành trong, thì lúc đấy không phải chọn nữa, bấm cái nào để ăn tiền cái đấy. Thế còn cái này thì chúng ta sẽ format, ví dụ như để center này, đúng không? Bây giờ C này, E này. Đấy.
size chính tả thì sửa lại một tí. Thế sau đó muốn thêm nữa cái thao tác gì thì chúng ta lại làm thêm một tí, đúng không? Font to bao nhiêu, ví dụ thế, đường viền dày bao nhiêu, những cái này bold lên đó. Đấy, đại loại là như thế thì chúng ta sẽ làm được. Thế bây giờ muốn trang trí thêm dấu má, thêm một vài cái sao hay thêm một vài cái gì nữa thì bổ sung thêm vào đây. Kết thúc công việc là chúng ta đã có con dấu. Tất nhiên dấu thật thì nó ngược, đúng không? Muốn thế thì chúng ta lại phải chọn tất cả cái này, group lại, và lúc này thì chúng ta sẽ lật theo chiều này thì nó mới ra được con dấu theo kiểu để đóng. Đấy thì đấy là những cái thao tác mà chúng ta có thể làm với lại text trong Corel. Thực ra còn một số thứ nữa nhưng mà nó lăn tăn, nó sẽ làm việc rất giống như là kiểu chúng ta làm việc với bút thì thôi, tôi cũng chả mất thời giờ để tôi giới thiệu với các bạn nữa. Những thao tác đồ họa, những thao tác mà chúng ta làm việc theo cái kiểu của Corel thì như vậy chúng ta đã giới thiệu đủ để các bạn có thể làm việc được với lại các cái văn bản, các cái chữ nghĩa ở trong Corel rồi.